Sáng ngày 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức và đoàn công tác có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Hóc Môn. Tại xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, xung quanh khu nhà trọ tổ 125, ấp Tam Đông 3, kiểm tra thấy rất nhiều vật chứa nước có lăng quăng quanh nhà của người dân. Đáng chú ý, chỉ hơn một tháng trước, khu vực này có một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỹ Châu, từ đầu năm 2022 đến nay, Hóc Môn ghi nhận có 47 ổ dịch với 747 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2021. Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo, khi có một ổ dịch và có người tử vong do sốt xuất huyết, trong vòng bán kính 200m, y tế địa phương phải tiến hành phun xịt mũi, dọn dẹp vệ sinh môi trường thường xuyên. Người dân sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xoa mũi, mặc quần áo dài tay, ngủ mùng, kể cả ban ngày để tránh mũi đốt. Việc khu vực có rác thải, gáo dừa chứa nước không được dọn dẹp sẽ khiến dịch bệnh tiếp tục lây lan. Khi đến các cái địa điểm có nguy cơ cao, thì như các bạn cũng thấy, thì chúng ta đến bệnh nơi, mình thấy là do cái lối sống, do cái thói quen của bà con, rồi do điều kiện sống, thì cái nguy cơ mà tạo ra những ổ mũi rất là lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy là những cái ô nước của bé tí thôi, nó có vài chục con lăng quăng trong đó. Thì từ đó cái nguy cơ của này, chúng ta đang đi lúc giờ này là buổi sáng, đầu giờ sáng, nhưng mà họ thấy như vậy thì đến vào cái cỡ sẩm tối là cái nơi lúc nguy cơ rất là cao, thì các cháu các bạn sẽ rất là dễ bị mũi đốt. Mà vào trong cái giai đoạn này mà khi mà dịch đang có nguy cơ bùng phát, thì cái việc là làm bảo giữ cái môi trường sống, cái điều kiện sinh hoạt để hạn chế tối đa việc bị mũi chích và qua đó thì bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết thì rất là quan trọng. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cũng nhìn nhận vẫn còn sự chủ quan của người dân và sự vào cuộc chưa quyết liệt của địa phương trong công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo huyện Hóc Môn cần chỉ đạo sâu sắc hơn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, giảm thiểu tối đa số ca mắc và tử vong trên địa bàn.